và may mắn hơn
giữa tình duyên của Thiên Trường và hợp ái duyên của chúng tôi được sự đồng thuận và xây dựng của cả hai gia đình, đó là một niềm vui và rất là phấn khích. Và hôm nay do sự sắp xếp của hai gia đình, dù có sự dự cảm nhận, nhưng Hoàng Nhật Trai đã mang sinh lễ tất cả chỉnh chu đầy đủ, hoa hoa mỹ và trang trọng. Với khách quan, đó là một niềm vinh hạnh và một niềm hãnh diện cho con, cho chúng tôi và cho con chúng tôi. Với những điều đó, với những sinh lễ này, chúng tôi chỉ xin thêm một mong nữa là món quà. Xin chân thành cảm ơn quý Hoàng Nhật Trai. Để rồi, chúng tôi xin trân trọng tiếp nhận tất cả các sinh lễ. Và xin hết lời. Như vậy là phần hôm qua để tỏ chức tình, tỏ hiếu thảo với cha mẹ và với hạ tổng, xin mời hai cháu dân triều mời cho hai vị đại diện và hạ tịch cha mẹ. Cô xin hoa ngã như là phố quê tình mẹ cha nói lên tình Chúa. Đời chúng con yên vui hơn ngon, như mẹ cha gian nan lo con. Trong giọt mồ hôi có với cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu hận đồng. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha. Và kính
lửa tình yêu, lửa điện siêu, mỗi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. Thank you.
Xin Chúa luôn đổ lành của Ngài lên các anh chị.
Có luật để đâu. Đi gì đám cưới hả? Dạ em đi gì đám cưới ạ? Đám cưới ở giáo trường đây nè. Em còn vẫn chưa đi luận quần, chưa muốn đi. Quay ra không phải chồng có lưu ý cho mình ạ? Lưu ý chưa, lưu ý chưa? Đêm còn mơ nữa, có gì ngày. Ê, có cô ấy gì, cô muốn phát biểu thêm gì không cô? Phát biểu là em thấy không cảnh ở đây mà con người ở đây cho dễ mến quá, nhất là con khoa nhòm này. Ôi, đừng nhìn khoa nhòm nữa. Em thấy khoa nhòm là em thấy chấm 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 nhất ở đây rồi đó. Cái túi ông cũng nặng này chứ. Đại diện nhiều người rồi đó. Đó, bà chủ hơn ông đó. Đây, bà chị đây. Chúc ông có những ngày là làm việc ở đây thật là tốt đẹp nha. Chụp đi cho bắt tay đi. Đã gần tiến vào trước với cổng khu trường của chúng ta. Vậy mọi người con xin được tân trọng kính mời thân tộc của họ nhà gái chúng ta tiến ra trước cổng khu viên của hội trường để chúng ta chuẩn bị đón tiếp phái đoàn của họ nhà trai. Vâng, và một lần nữa chúng con xin được tân trọng kính mời quý khách đã nhận được cánh thiệp mời của ông bà Phạm Ngọc Giáo. Xin vui lòng tiến về trong khu viên của gia đình của chúng con để gia đình của chúng con tìm về tiếp đón.
quý vị, một nữa chúng con xin được trân trọng kính mời Phật Tiệm đã trao tay chờ ngày được đón tiếp ông bà và đợi chờ ngày hôm nay, ngày mà phái đoàn họ nhà gái của chúng tôi được hân hoan chào đón đến công viên của họ nhà trai, và xin chúng ta dành cho họ nhà trai một tràng pháo tay để chào mừng. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời thân tộc của họ nhà trai chúng ta cùng tiến vào trong phòng khách chính của gia đình để chúng ta làm nghi thức lễ gia tiên. Ngày hôm nay, ngày vui của gia đình, khi chúng con được hân hoan chào đón đến quý vị, và ngày đặc biệt của gia đình khi mà ông bà Phạm Ngọc Giáo và phái đoàn họ nhà gái của chúng con được hân hoan một lần nữa được đón tiếp phái đoàn của họ nhà trai, và xin chúc quý vị một niềm vui, một niềm hạnh phúc, mạnh khỏe, chắc hòa. Và phòng khách của chúng con có phần chật hẹp, cho nên chúng con xin được trân trọng kính mời thân tộc và anh em cha mẹ chúng ta cùng tiến vào trong khuôn viên của gia đình, và quý bạn và quý khách thì chúng con xin được tiếp đón ở ngoài khuôn viên của gia đình. Một nữa chúng con xin được trân trọng kính mời và xin phái đoàn của ông, xin ban tiếp tân của chúng ta sắp xếp chỗ ngồi cho quý khách và phái đoàn của giây phút này đây, khi người con, người cháu, người chúng con
đầu tiên là điều một trong con nhóm ký xây dựng quê hương, ký xây dựng hạnh phúc gia đình, vun đắp xây dựng và những gì các bậc tổ tiên ông bà đã để con vun đắp và xây dựng. Và xin ghi Chúa có lời cầu mong của các vinh đã xin thành xin phù hộ cho con cháu. Và lạy Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, ngay thở ban đầu Chúa đã hiện hình ảnh lên người nam và người nữ. Giờ đây xin Chúa ngài chúc phước cho tình yêu của ái linh và thiên đường. Xin Chúa dẫn đưa với bạn trẻ dù gặp trăm ngàn nguy hiểm trên đường đời, nguyện xin Thiên Chúa chúc phước và chúc lành giống như tình yêu Chúa Kitô chúc phước cho mọi thân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cuối đầu chào đến họ nhà hầu, hai con xin chào đến các ông các bà, hai con xin chào đến ba mẹ và ba mẹ nhà hầu, hai con xin chào đến các bạn chú mừng cầu mừng vì được hoan mừng trong tình thân thương. Hai em xin kính chào thân ái, người chào yêu thương và đoàn kết. Tôi được thay mặt cho phái đoàn họ nội sau về chào các cháu, người sẽ phép được giới thiệu thì người sẽ có những phần quà của những người nhắn gửi đến hai cháu và thành gian của người và để tiết kiệm thời gian để sân khấu của tình yêu để chào đón tân ương và tân gia nhân cùng tiến ra lễ đài tình yêu. Vâng, kính thưa quý vị, cho con được mạn phép được giới thiệu lại về bên phải của lễ đài tình yêu là ông bà Nguyễn Đình Luật và vị đại diện của họ nhà Tây đến từ giáo xứ Bác Ái. Và phía bên trái của lễ đài tình yêu là ông bà Phạm Ngọc Giáo và vị đại diện của họ nhà Gái đến từ giáo xứ Bên Hương. Và kính thưa quý vị, ở giữa của khuôn viên của hôn trường là hai người lộng lẫy nhất, đẹp nhất, nên duyên nhất, tuyệt vời nhất. Vâng, đó là chú rể Nguyễn Tiên Trường và cô dâu Phạm Thị Ái Liên. Vâng, xin quý hôn trường chúng ta dành cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Vâng, xin chân cảm ơn quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay khi mà gia đình của chúng con được hân hoan đón chào đón đến quý vị. Người ta thường nói thời gian là vàng, là bạc, là đá quý, là kim cương. Nhưng mà quý vị đã bớt rất nhiều thời gian đến đây. Cho dù trời có mưa gió, nhưng quý vị đã hiện diện trong khuôn viên của hôn trường ngày hôm nay. Giờ đây, vị đại diện, giờ đây ông bà chủ hôn sẽ có lời chào đến quý vị. Cảm ơn tất cả bà con anh em gần xa
Trời đất trời cha tình để có được được hôm nay và công có tổ chức công không tránh khỏi điều thiếu sót. Người kính mong kính bà con hai hòa cùng các đẹp để tha thứ xin hết mời. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là lời chào rất chân thành, rất đặc biệt. Và ngày hôm nay là ngày tổ chức thứ 8 của ông bà Nguyễn và Phạm Ngọc Giáo. Ông bà chủ hôi ngày hôm nay đã sinh ra được 8 người con. Và lần này là lần cuối cùng ông bà tổ chức tiệc mừng để đón tiếp quý vị. Vâng, nữa chúng ta dành cho ông một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Vâng, có lẽ lần này là lần cuối cùng. Và lần nữa thì hy vọng là tổ chức cho hai ông bà nữa thôi. Vâng, kính thưa quý vị, người ta thường nói yêu nhau trong sự chẳng đề, một trong sự lệ cũng kê chưa bằng. Yêu nhau trong sự chẳng đề, mà yêu từ bác ái mà yêu về với hương bóng quý vị. Vâng, bây giờ hỏi nhà gái của chúng con đã có lời. Từ đây không thể, trong niềm vui ngày hôm nay không thể thiếu lời chào và đất từ câu hỏi nhà trai. Để con xin được trân trọng kính mời ông. Xin cảm ơn anh. Kính thưa hỏi nhà trai, hỏi nhà gái, tôi xin đại diện cho hỏi nhà trai gửi lời chào thân ái nhất đến hỏi nhà gái. Hôm nay là ngày vui của hai cháu và ngày vui của hai gia tộc. Hôm nay cũng đánh dấu ngày hai cháu đã được thánh hóa bởi giáo hội Công giáo qua phép hôn phối, và các cháu bước vào một cuộc hành trình mới, một cuộc đời mới. Thì tôi xin đại diện cho tất cả họ nhà trai để mừng cho hai cháu và chúc hai cháu, như người ta thường nói, trăm năm hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã thánh hóa tình yêu của hai cháu, và được sống trong tình thương đùm bọc của hai họ. Chúng tôi xin cam đoan với họ nhà gái là cô dâu về nhà chúng tôi sẽ được nâng chiều, nhưng cũng được dạy dỗ nếu cần, để sống xứng đáng một cô dâu, một người vợ, một người cô, một người dì, một người cháu trong gia đình chúng tôi. Cô dâu mới sẽ là một thành viên mới hoàn toàn 100% trong gia đình của chúng tôi. Chúng tôi cam đoan như thế, và chúng tôi cũng xin cầu nguyện để Thiên Chúa và Đức Mẹ giúp đỡ cho hai cháu trong cuộc hành trình mới. Tôi xin hết lời. Vâng, vừa rồi chúng con đã nhận được họ nhà trai, họ nhà gái của chúng con vừa được nhận được những tâm tình rất chân thành của họ nhà trai. Còn nữa chúng con sẽ được chân thành cảm ơn. Và kính thưa quý vị, niềm vui ngày hôm nay của gia đình của chúng con là được đón tiếp quý vị. Vâng, quý vị đã không ngại thời gian từ xã xa xôi tề tụ về đây với gia đình của chúng con. Sự hiện diện đông đủ của quý vị trong khuôn viên của gia đình ngày hôm nay đã nói lên điều đó. Và gia đình của chúng con không có gì hơn, chỉ có tổ chức một bữa tiệc và phần đón tiếp, và bữa tiệc có phần mặn lạc. Xin quý khách và quý con viên hai họ niềm tình tha thứ cho. Và giờ đây niềm vui để cảm tạ tình yêu thương của Thiên Chúa để thánh hóa bữa ăn ngày hôm nay. Giờ đây con xin được trân trọng kính mời vị đại diện của họ nhà gái sẽ làm nghi thức nhập tiệc. Những tình cảm, những say đắm của hai gia đình, hai dòng tộc, đó là những cây đại cổ thụ để cho đôi bạn một ngày một thắng tiến và tình yêu được trang hòa. Và giờ đây chúng ta chú rể sẽ tiến tới và những chiếc ly rượu mừng dâng lên cha mẹ nội ngoại hai bên. Rượu hồng dâng kính mẹ cha, một là chúc phúc hay là báo ơn, ly rượu tràn đầy phúc ân vì con cha mẹ chống già, ơn sâu nhẹ nặng như là biển đông.
tay lời cảm đến chi ơi. Không có mẹ ai kể ngày con, không có cha tìm đâu mái nhà. Ân tình đó chúng con mãi mãi khắc ghi. Và giờ đây cô dâu chú rể sẽ cùng cầm tay phải và chéo đi vào nhau để dâng lên lời nghĩa. Và trên cái khách chúng ta hãy cùng nâng cao lên ạ. Vâng, 1, 2, 3 chúc mừng. Vâng, và giờ đây xin mời hai gia đình chúng ta cùng tiến lại với nhau để chạm lên ly môi đầu tiên để cho tình không gian được phải. Vâng, và mình đang chuyển một người giỏi trong công việc và một người một giọng ca rất tuyệt vời sẽ gửi tới chúng ta qua nhạc phẩm bài ca tự chọn. Một lần nữa xin quý khách xin được cho bác sĩ Đông một tràng pháo tay để kích động tinh thần không ạ. Đời cả đời nắng to
là này là bóng đất lưu diêm khoái trời cười cười một chuỗi trời phù bồng tóc qua mùa thắm lá thơ trên mái nhà có mùa hoa ca tự nhiên tình bạc mà bí lông gà vàng như vườn ông bí mặt trời như lời môi ta ai bí tình yêu như cho mình dài yêu ta lên có buồn buồn cầu ra về lúc lắc theo bọn hồ sâu ra về lúc lắc theo bọn hồ sâu bóng suối mặt màu yêu nhau mà biết ngày sau còn mơ gì nhau dốc hết tình này